Dính điện thoại thầy nè, nó dính dưới trong đó. Chúc mừng thầy hiệu trưởng. Đây là trung tâm. Dạ em vẫn đứng thầy. HTV. Dạ em chưa đi. Thầy hỏi cho em xin cho tin về cái tí nữa thầy tiếp. Để những tác phẩm nghệ thuật, những đứa con tinh thần của các sinh viên điện ảnh được trình chiếu trong điều kiện tốt nhất về chất lượng hình ảnh và âm thanh, đó cũng là nỗi trăn trở bao lâu sẽ giúp cho những thước phim của các sinh viên đạo diễn điện ảnh quay phim có được hình ảnh và chất lượng tốt nhất trong các kỳ báo cáo. Và đến từ hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lương Văn Nhiền, Bí thư Đoàn ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cũng có mặt trong khán phòng của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Nguyễn Tường Phương, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón các thầy cô
nguyên là lãnh đạo nhà trường, các thầy cô đại diện trưởng phó phòng khoa, các giảng viên, các nghệ sĩ, các sinh viên cùng các lãnh đạo của các đơn vị kết nghĩa của chúng ta cũng có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông cũng đã có mặt để đưa tin kịp thời. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay vì không khí này. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin được... Và nghi thức cắm anh khánh thành của chúng ta cũng sẽ mở đầu cho việc ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức có một phòng chiếu thật sự chuyên nghiệp, thật sự hiện đại. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Chúng ta đang chứng kiến các thầy cũng như các vị đại biểu đang cắt băng khánh thành. Và như vậy, phòng chiếu của chúng ta sẽ chính thức được hoạt động. Xin được cảm ơn ông Lương Văn Nhiền, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Luân Kim, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Thanh. Xin được trân trọng cảm ơn. Và như tất cả mọi người, chúng ta cũng chào hóa tay. Xin được cảm ơn các thầy cô ạ. Xin mời thầy Trung Văn. Back surround right. Back surround left. Left surround. Right. Right surround. Back surround right. Back surround left. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself. Your mother was the bravest person we ever met. Look at my baby. Life is short. The world is wide. I want to make some memories. This dress might look very pretty on... You really don't know me at all, do you? I've never felt closer to my mom. She wasn't scared because she had me. Let's get the party started. Grandma, you aren't invited. When Iron Man 1 came out, something special was created. And then the interconnectivity seeds were being planted. Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. It's just been this magical thing that occurred. This kind of really risky idea, bringing this whole world to life. We're also good at weaving this giant blanket together. So anytime you can... Oh, 20 more, 100 more. Came to reclaim something of mine. This was the last move in a master plan. Sauron to me. Bilbo is right. You cannot see what you have become. When others fight our battles for us! Dạ nữa ông Tắc.
lưu ý với tất cả mọi người đó là cái chuẩn để chúng ta có thể chiếu ở màn hình vừa rồi thì nó rất là cao, và cũng như là cơ sở vật chất ngày hôm nay cho chúng ta. Tiếp theo chương trình xin là đại diện cho nhà thầu thi công cái phòng chiếu phim này, thì trước hết xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nhà trường, ban giám hiệu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh đã, này là cái thư viện của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, và sau đó được sự đồng ý của sau đó qua quá trình khảo sát thiết kế và được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường thì những rạp chiếu phim thương mại ở ngoài thị trường như là rạp Lotte Cinema hay là rạp CGV thì chúng tôi đã thiết kế, đã thi công lắp đặt đúng chuẩn như vậy, là ván gỗ, lớp ván gỗ này được đục lỗ. Thì cái mục đích là khi mà loa phát ra âm thì âm thanh sẽ được hấp thụ qua những cái lỗ này vào trong khoảng không và được triệt tiêu bằng qua cái lớp bông khoáng thủy tinh. Và để cái chuẩn loa là 7.1 như quý vị vừa xem. Đó là phần thi công đã có một cái đầu cuối hoàn chỉnh như là một cái rạp phim thực tế. Cái điều còn lại các bạn sinh viên sẽ cố gắng để làm những cái bộ phim đạt sinh viên chỉ mix stereo thôi. Khi đó lên cái hệ thống của mình chỉ nghe được loa trái và loa phải. Về tương lai các bạn nên tới 4K nếu mà các bạn có điều kiện để sản xuất. Dạ, em xin hết. Quý khách quý, các thầy cô, anh chị các bạn và các đại diện các cơ quan truyền thông. Trước hết, cho phép tôi thay mặt cho mọi người có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ủy ban giám hiệu của toàn thể nhà trường trong việc thực hiện chiến lược phát triển trường và trong việc nâng cao chất lượng đào tạo được có đặc thù. Để có được cái phòng chiếu phim này thì trước hết thay mặt nhà trường chúng tôi xin bày tỏ đại diện các bộ, các cái phòng khoa đơn vị và các giảng viên, các em sinh viên. Hôm nay thì cũng không phải ngẫu nhiên mà ban tổ chức tôi chọn chiếu của phó giáo sư tiến sĩ Văn Thị Bích Hà, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên hiệu trưởng nhà trường của đạo diễn Tường Phương, thì nó cho thấy một cái sự gắn kết khoa đơn vị trực thuộc với giao nhiệm vụ cho ban quản lý rạp làm sao quản lý, tổ chức và phát huy được tốt nhất cái chức năng, những cái thiết bị mà chúng ta có được hôm nay. Một phòng chiếu phim về giúp cho đào tạo về điện ảnh truyền hình của trường thế ra đời với cái sự kiện đó, là hy vọng là phòng chiếu phim nói riêng và cơ sở đào tạo nói chung của trường tới đây sẽ có nhiều cái bước đột phá, có những cái sự phát triển đáng kể. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng mời phó giáo sư tiến sĩ Trần Luân Kim sẽ lên có đôi lời phát biểu cùng với chương trình của chúng ta. Xin được trân trọng mời thầy. Trung tâm của cả phía Nam mà ở thành phố chúng ta đó là một cái thành phố trung tâm của điện ảnh đất nước. Thế mà công tác đào tạo của chúng ta lại thiếu đi những cái cơ sở vật chất rất là cơ bản. Thì đấy là một cái điều rất đáng tiếc trong cái thời gian. Các cái đoạn phim về chuẩn của Hollywood, rồi cái đoạn phim ngắn gọn thôi nhưng mà rất là sâu sắc về cái chuyện là phá hủy môi trường được cái lợi ích trước mắt nhưng mà lại bị cái tai hại lâu dài như thế nào, và từ cái bộ sẽ có điều kiện tốt hơn để hoàn thành cái công việc đào tạo của mình. Xin được trân trọng cảm ơn thầy và xin trở ra phim trường đã đâu khẳng định được là cái mức tiến phát triển của trường. Thứ hai nữa là mình tiếp tục khai thác bảo quản nó được sạch đẹp, an toàn, phòng chống cháy nổ. Và cái thứ ba nữa là cũng mong rằng các bạn sinh viên hãy coi đây là như một cũng tổ chức các cái liên hoan phim nhé. Tôi nghĩ là nơi đây cũng tổ chức các cái cuộc liên hoan phim trong giới sinh viên. Hái được thành công, chúc các bạn sinh viên là luôn khẳng định mình trong việc học, và với mái trường thân yêu xin được
cảm ơn các thầy cô, đặc biệt là các văn nghệ sĩ đạo diễn luôn gắn bó đồng hành với nhà trường để phát triển. Xin chúc tất cả chúng ta luôn hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lưu Văn Nhiền. Và giống như lời của tôi cũng nghĩ rằng là sau khi chúng ta kết thúc buổi khai trương ngày hôm nay thì các bạn cũng nhìn xung quanh mình xem thử coi là còn rác gì đó thì chúng ta... Rất nhiều các anh chị văn nghệ sĩ cũng là sinh thời đều chung nô nức một không khí rất vui mừng. Và xin được trân trọng mời quý đại biểu cùng các thầy cô sẽ có thầy cô cùng các anh chị phóng viên báo đài. Xin được cảm ơn tất cả mọi người và mời mọi người sẽ di chuyển qua phòng phía bên hông để chúng ta cùng với nhau có một buổi tiệc. Dạ mọi người nhìn đây à, nhìn đây. Chị Thúy ơi, chờ em tí nha. Và thứ ba nữa là sẽ khai thác cái phòng chiếu này như thế nào về phía mặt hoạt động cũng như là kinh doanh doanh thu để tăng cường các hoạt động đó. Giờ ra đời cái phòng chiếu phim này có thể là một cái dấu ấn rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Trước hết là phục vụ cho cái đào tạo về điện ảnh truyền hình. Ví dụ như các em sinh viên trong bài báo cáo tốt nghiệp có thể có được cái phòng chiếu phim để thể hiện được sáng tạo của mình. Rồi thứ hai là trên đó thì trước hết là phải nhà trường phải luôn nhiều sự quan tâm đầu tư của các bộ mình đo là bao nhiêu nhỉ? 8m à? Thì 8m. Đứng đi. Về cái bổ sung cái chuyện học cho ngành sinh viên ngành điện ảnh. Suốt quá trình em học ở trường sân khấu điện ảnh đó, thì đây cũng như là một cái cơ hội để mà các bạn sinh viên cũng như là em được đến với màn ảnh gần hơn và nó giống như là nó sẽ phục vụ cho em trong cái việc học. Nhưng mà vì thấy em thấy cái hệ thống chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh trong cái phim mà em đã trong thời gian mà em đã ngồi ở làm xem thi như thế nào, em có nhận xét gì về cái chất lượng? Thật sự để mà nói thì lúc đầu em nghĩ mình sẽ làm rạp phim kiểu nội bộ và chúng ta sẽ nâng cao chất lượng đào tạo với cơ sở vật chất được trang bị tốt hơn, hoàn thiện hơn, chuẩn về trường, về sân khấu, điện ảnh trong tầm khu vực. Dạ, cảm ơn thầy. Về chất lượng âm thanh cũng như là về cái hiệu ứng, những cái hiệu ứng về cái tập phim. Tức là so với những cái phòng chiếu mà mình đã có, ví dụ như chiếu tạm bợ trên phong hoặc là các kiểu màn hình thì rõ ràng là phòng chiếu này nó ổn, nó ok hơn rất là nhiều. Và về âm thanh, hình ảnh, chỗ ngồi, cái không khí chiếu thì tôi nghĩ rằng là nó tiệm cận với cái phòng chiếu chuyên nghiệp. Và tôi nghĩ rằng là đó rõ ràng là sinh viên cần cái điều này, bởi vì sinh viên cần rằng là khi bước chân ra khỏi cái môi trường thì sẽ không phải bỡ ngỡ với những cái chuẩn của chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng là đây là cái điều rất là cần thiết cho các bạn sinh viên, các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để tiếp cận với những cái yếu tố chuyên nghiệp để khi mà bước ra đời thì các bạn sẽ quen đi lại. Thì nay thì các em được coi như được tầm mắt, được coi như là nghe cũng như là thể hiện trên cái phòng chiếu phim với công nghệ 7.1 về âm thanh. In the past decade from genetics than a century of digging up. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea.
almost 40 feet high. Oh, God. Are you aware that Olivia is in love with your boyfriend? No, she's not. Can you stop? Ty. Carter. Truth. What are your intentions with our sweet Olivia? I needed to find someone with friends. So.